Quân đội Ukraine tấn công thành phố Mariupol, tin từ Kiev, Ukraine. Hôm qua, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết là quân đội đã tấn công thành phố hải cảng Mariupol và tiêu diệt được 20 loạn quân ly khai. Có lẽ đây là cuộc tấn công lớn nhất nhằm chiếm lại quyền kiểm soát các thành phố và thị trấn miền đông của chính phủ ở Kiev. Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov nói rằng khủng bố muốn chiếm trụ sở cảnh sát thành phố đã đưa tới giao chiến với quân nhân, vệ binh quốc gia và lực lượng an ninh. Quân đội Ukraine đã dùng thiết vận xa tiến vào thành phố, tòa nhà phát hỏa và lạng quân bỏ chạy. Nhiều người dân trong thành phố đã dùng vỏ xe ném lên xe tăng, một số người khác đứng giang tay cản đường. Cuộc chiến diễn ra trong lúc cộng đồng quốc tế muốn dàn xếp ngoại giao để ngăn chặn Ukraine lâm vào tình trạng nội chiến có thể tạo ảnh hưởng nghiêm trọng cho toàn vùng. Thành phố Mariupol, lớn hạng thứ 10 ở Ukraine và lớn hạng thứ nhì trong vùng kỹ nghệ Donetsk. Con số 20 người thiệt mạng do Bộ trưởng Avakov tuyên bố không được các nguồn tin độc lập kiểm chứng. Cả hai phe Ukraine thường phóng đại con số thiệt hại của đối phương. Một trong những yếu điểm của cuộc hành quân chống khủng bố của Kiev được gọi là cuộc hành quân phối hợp giữa lực lượng đặc biệt, vệ binh quốc gia và quân đội là sự thiếu cộng tác giữa các đơn vị này.